câu 6 cho tới câu 26. Ấy chẳng phải lời Đức Chúa Trời là vô ích, vì những kẻ bởi Israel sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Israel. Cũng không phải vì là dòng dõi Abraham thì hết thảy đều là con cái người. Nhưng có chép rằng, ấy là bởi Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi gọi theo tên ngươi. Nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi Abraham vậy. Vả, lời này thật là một lời hứa. Cũng kỳ này ta sẽ lại đến, Sarah sẽ có một con trai. Nào những thế thôi, về phần Rebecca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Isaac mà có thai đôi cũng vậy. Vì khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay giữ hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ đấng kêu gọi, thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng, đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ. Như có chép rằng, ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng, ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trong Kinh Thánh cũng có phán cùng Pharaoh rằng, này là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên. Ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất. Như vậy, Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm. Vậy thì ngươi sẽ hỏi ta rằng, sao Ngài còn quở trách? Vì có ai chống lại ý muốn Ngài được chăng? Nhưng hỡi người, ngươi là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình mặt đất sét lại nói với kẻ nắng nên mình rằng, sao ngươi làm nên ta như vậy? Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hàng khác để dùng việc hèn hạ sao? Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thành nộ và làm cho biết quyền phép Ngài, đã lấy lòng khoan nhẫn lớn chịu những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất, để cũng làm cho biết sự giàu có vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển, thì còn nói chi được ư? Đó tôi nói về chúng ta là kẻ Ngài đã gọi, chẳng những từ trong người Giuđa mà cũng từ trong dân ngoại nữa. Như Ngài có phán trong sách Ô-xê rằng, ta sẽ gọi kẻ chẳng phải là dân ta là dân ta, kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. Lại xảy ra trong nơi Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi chẳng phải là dân ta đâu, cũng tại nơi đó họ sẽ được xưng là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Kính mời Thánh Đồng ngồi. Kính mời sư. Chúng ta cảm ơn Chúa, lời Chúa đã được tuyên đọc cho chúng ta. Chúng ta đang đọc qua một phần Kinh Thánh rất là xúc tích, rất là mầu nhiệm, rất là căn bản, cũng rất khó. Chúng ta đã nói với nhau là chúng ta được phước và được đặc ân, đó là chúng ta được học phần Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 9, đoạn 10, đoạn 11 của chúng ta đang học trong năm nay. Đây là phần Kinh Thánh mà ít khi được học đến, và những khi được học đến thì cũng ít khi có thể gọi là yên lành trong tấm lòng, cứ để từ từ được có một cái sự suy nghĩ, có một sự dấn thân, có một sự cố gắng đòi hỏi chúng ta trong sự lắng nghe để có thể đầu phục lời của Chúa. Điều đó xin Chúa giúp cho chúng ta trong hôm nay, trong phần mà chúng ta đã lắng nghe. Chúng ta đọc các phần Kinh Thánh này để cho thấy cái nội dung, nhưng mà chúng ta sẽ chú ý tới từ phần câu số 14 cho tới câu số 18 hôm nay. Chúng ta trước hết đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện để Chúa giúp chúng con đầu phục lời Kinh Thánh. Đây là lời Chúa phán dạy, đây là lời ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp để chúng con cúi đầu, đặt để tất cả mọi sự suy nghĩ trong lòng chúng con qua một bên, và để tất cả sự chú ý đến chúng con, đến Chúa, nhận từ nơi Chúa, học từ nơi Chúa,
Xin Chúa giúp để chúng con hiểu và làm theo, để chúng con thực hành những nguyên tắc này trong sự đáp ứng với Chúa và với nhau và với công việc Chúa giao phó, để chúng con trở thành người sống xứng đáng với sự thương xót mà Chúa dành cho chúng con. Ở với chúng con trong giờ này, dẫn chúng con vào trong lẽ thật của Chúa, bồi bổ lòng và tâm trí của chúng con và thần linh chúng con trong Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta tới phần số 3 trong sự dân Israel với sự chọn lựa tế trị của Chúa. Tôi muốn nhấn mạnh cái phần là sự đáp ứng với cái sự chọn lựa tế trị đó hôm nay, bởi vì Chúa đang dẫn chúng ta tới cái chỗ suy nghĩ về lời của Chúa và bản chất của Chúa trong sự chọn lựa tế trị của Ngài. Thì chúng ta đã thấy được là sứ đồ Phaolô đang trình bày một cái lập luận, một cái lý luận để mà trả lời những sự chống đối mà ông đang gặp phải ở trong cái lẽ đạo của sự an ninh trong Chúa, an ninh trong sự cứu rỗi của Chúa, sự ban cho của sự sinh nghĩa ở trong Đức Chúa Giêsu. Thì cái câu hỏi mà chúng ta cũng đã bắt đầu những lần trước thì câu hỏi rằng bởi vì dân Israel đã bị bỏ rơi qua một bên, đã bị dẹp qua khỏi ra khỏi chương trình của Đức Chúa Trời, bởi vì họ đã không tin nơi Chúa Giêsu và họ đã khước từ sự ban cho của Chúa, thì như vậy thì lời hứa của Chúa với họ còn đâu? Và nếu họ bị bỏ rơi như vậy thì lời Chúa đã trở thành sai trật hay sao, trở thành vô ích hay sao? Những lời hứa mà Chúa hứa với họ, những lời giao ước thì còn chỗ nào? Thì nếu như vậy thì chúng ta phải nói làm sao với lời của Chúa, và nếu mà lời của Chúa sai trật thì chúng ta sẽ tính thế nào với chính Chúa? Như vậy là cả lời Chúa và cả bản chất của Chúa đang bị đặt câu hỏi ở đây. Thì sứ đồ Phaolô trả lời đầu tiên hơn hết là lời của Chúa vẫn còn trung thực, vẫn còn sự ban cho, bởi vì lời của Chúa ban cho không phải cho dân Israel sân hạ trong xác thịt, nhưng cho dân Israel là dân Israel thật trong Chúa. Ấy vậy chẳng phải lời Đức Chúa Trời là vô ích vì những kẻ bởi Israel sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Israel. Ông nói là lời của Chúa được ban cho dân Israel thật, là những người ở trong trong dân Israel sanh hạ, nhưng mà không phải tất cả những dân Israel sanh hạ đều là người Israel thật. Lời của Chúa áp dụng cho người Israel thật. Thì như vậy cái câu hỏi kế tiếp được nêu ra đó là những người Israel thật này ở đâu mà ra, ai là những người này, ai là người Israel thật? Thì sứ đồ Phaolô trả lời một lần nữa, họ là những người con cái của lời hứa, họ là con cái của lời hứa. Câu số 7, cũng không phải là vì dòng dõi của Abraham thì hết thảy đều là con cái người, nhưng có chấp rằng ấy là bởi Isaac mà ngươi có một dòng dõi gọi theo tên ngươi, nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con của Đức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là con, là dòng dõi của Abraham. Và lời này thật là một lời hứa, cùng kỳ này ta sẽ lại đến, Sarah sẽ có một con trai. Thì đây là con cái của lời hứa, là dân Israel thật, là con cái của Abraham thật, là con của Đức Chúa Trời thật. Thì một câu hỏi kế tiếp là như vậy thì những con cái của lời hứa này ở đâu mà ra, làm thế nào để trở thành con cái của lời hứa? Thì câu trả lời là bởi vì sự chọn lựa qua ý định toàn trị của Đức Chúa Trời. Rồi đây là phần mà chúng ta đã học kỳ trước, nói về lời của Chúa và nói về bản chất chân thật của Chúa trong sự chọn lựa tế trị của Chúa nữa. Thì để mà dẫn vào trong phần này thì sứ đồ Phaolô nói về con của lời hứa từ Isaac, mà dẫn theo cái trường hợp của Jacob và Esau trong câu số 10 trở đi. Nào những thế thôi, phần Rebecca thì khi bãi bởi tổ phụ chúng ta là Isaac mà có thanh đôi cũng vậy. Vì khi hai con chưa sinh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ, hầu cho được giữ vững ý chỉ của Đức Chúa Trời là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài. Chẳng cứ việc làm nhưng cứ đấng kêu gọi, thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ, như có chấp rằng ta yêu Jacob và ghét Esau. Thì trình bày cái ý định chọn lựa toàn trị của Chúa, trước hết là với Isaac và Ismael, thì phân biệt ra là Ismael dầu là con trưởng nhưng sanh hạ bởi vì sự cố gắng của con người, bởi vì sự làm việc của con người, sự dính líu của con người, cho nên không thể là con của lời hứa. Isaac là con của lời hứa bởi vì đây là lời hứa của Chúa đến từ nơi Chúa mà thôi, được thực hành bởi công việc của Chúa và sự phép lạ của Chúa trong thời điểm của Chúa và sự ban cho của Ngài. Cho nên chúng ta thiết lập một cái căn bản rõ ràng, đó là con cái của lời hứa
tức là con thật của Abraham, tức là con cái của Đức Chúa Trời, thì là sinh hạ bởi ân sủng của Chúa, trong sự chọn lựa của Chúa và bởi quyền năng của Chúa mà thôi. Không có sự đóng góp của con người, không có sự tham dự của con người, không có sự chủ động của con người trong đó. Và đó là con cái của lời hứa, chính chúng ta cũng dự phần trong đó vì chúng ta là con cái của lời hứa trong đức tin. Giải thích thêm, sư đồ Phaolô đi vào trong phần Kinh Thánh để nói rằng ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sau, thì đưa ra cái trường hợp đó là khi sự kén chọn tự do của Chúa được ban cho, thì khi hai con chưa sinh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ, nghĩa là đang nói là Ê-sau và Gia-cốp thì là hai đứa sinh đôi thì nó giống nhau, cùng cha cùng mẹ, và cái sự chọn lựa của Chúa phân biệt ở giữa hai đứa thì gọi là không có gì để mà phân biệt, tại vì hai đứa nó giống nhau, không có làm điều gì sai hay là lành hay dữ. Cho nên nhấn mạnh đây là cái sự chọn lựa của Chúa hoàn toàn tùy thuộc trên Chúa, chứ không có tùy thuộc trên cái đối tượng của sự chọn lựa. Rồi khi sư đồ Phaolô trích dẫn cái câu ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sau, thì ông trích dẫn từ sách Ma-la-chi, dẫn cho chúng ta một cái chỗ để chúng ta hiểu rằng khi Chúa nói là ta yêu các ngươi, thì dân sự Chúa hỏi yêu làm sao, thì Chúa trả lời rằng bộ Ê-sau không phải là anh ngươi sao. Tức là Chúa nói là cái sự chọn lựa của Chúa đối với Gia-cốp hoàn toàn không có dính líu gì tới Gia-cốp, không có tùy thuộc bất cứ điều gì trên Gia-cốp, tại vì Chúa có thể chọn Ê-sau một cách tương tự. Cả hai đều không có cái lý do gì từ nơi đó mà thuyết phục Chúa hay là ảnh hưởng Chúa để Chúa có thể chọn lựa một trong hai người. Gia-cốp được chọn lựa bởi vì Chúa chọn vậy thôi. Đó là câu trả lời. Nhưng mà khi Gia-cốp được chọn lựa thì chúng ta thấy có một cái sự đánh thức của đức tin. Ông tìm kiếm Chúa, ông đeo đuổi Chúa, ông vật lộn với thiên sứ của Chúa để được phước hạnh từ nơi Chúa và bước vào trong sự liên hệ với Chúa. Câu ghét Ê-sau không có nghĩa là Chúa ghét bỏ Ê-sau và Chúa gọi là trù ẻo Ê-sau hay là hình phạt Ê-sau không cớ. Nó có nghĩa là bởi vì Ê-sau và dòng dõi của Ê-sau được gọi là dòng dõi gian ác hay là đất gian ác, thì ở đây đưa ra cái ý niệm đó là Chúa phó cho Ê-sau đi con đường mà Ê-sau tự chọn, để Ê-sau tự động làm đi con đường gian ác của chính mình. Và chúng ta thấy được cái cuộc đời của Ê-sau cũng bày tỏ cái sự chọn lựa đó. Cho nên vấn đề đối với Ê-sau là vấn đề gọi là sự công bình. Chúa để cho Ê-sau đi con đường của Ê-sau và Chúa phán xét Ê-sau trên cái kết quả của cuộc đời của Ê-sau. Và đối với Gia-cốp thì được gọi là sự thương xót, đó là sự thương xót bởi vì Chúa chọn lựa Gia-cốp không dính líu gì tới Gia-cốp hết, và từ nơi đó cái sự thay đổi đến với Gia-cốp. Và đây là hai cái ý niệm mà chúng ta cần giữ trong tấm lòng, bởi vì hôm nay cái phần học của chúng ta sẽ chú ý về vấn đề chọn lựa của sự công bình và sự chọn lựa của sự thương xót khác biệt và kết quả là như thế nào. Nhưng mà trước khi đó thì sư đồ Phaolô cũng thiết lập vấn đề đó là cái mục đích của sự kén chọn của Chúa là gì. Tại vì ở trong câu số 11 đó là cái sự kén chọn này được thi hành bởi vì hầu cho được giữ vững ý chỉ của Đức Chúa Trời là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm nhưng cứ đấng kêu gọi. Có một cái mục đích rất là rõ ràng mà Chúa thiết lập trong sự chọn lựa của Chúa, và chúng ta cũng đã thẩm định điều đó. Đó là sự vinh hiển của Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Chúng ta coi lại ở trong đoạn 8 thì chúng ta nói rằng câu 29 thì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Những kẻ mà Ngài đã định sẵn, chọn sẵn thì Ngài đã định để họ trở thành cái môi trường làm cho Chúa Giêsu là con cả được tôn vinh, được tôn đại, và đó là sự vinh hiển của Chúa. Ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 chúng ta đã đọc kỳ trước thì cũng nhắc lại, đó là chúng ta được dự phần kế nghiệp, chúng ta được chọn lựa hầu cho sự vinh hiển của Ngài, nhờ chúng ta trong đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen.
Cho nên cái mục đích của sự chọn lựa của Chúa đó là chúng là danh của Chúa được ngợi khen, sự tôn quý của Chúa được được ban cho, được bày tỏ ra trong sự vinh hiển của Chúa. Câu số 6 nói thêm cách rõ ràng hơn, đó là để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Chúa. Tức là cái mục đích của sự chọn lựa của Chúa là để Chúa được tôn vinh bởi sự thương xót mà Chúa ban cho cách nhưng không, để sự vinh hiển của ân điển Chúa được ngợi khen. Đó là mục đích của sự chọn lựa của Chúa. Và chúng ta nói là nếu mà Chúa không tự do chọn lựa đó thì Chúa không được ngợi khen, tại vì sẽ không thành đạt được mục đích của Chúa. Tại vì nếu Chúa không chọn lựa tức là con người chọn lựa, nếu Chúa tùy thuộc nơi con người tức là Chúa không tự do, và nếu Chúa không tự do thì Chúa không là đấng tể trị, thì Chúa sẽ không được vinh hiển. Cho nên sự chọn lựa của Chúa phải là một sự chọn lựa tự do và tể trị thì nó mới đem tới sự vinh hiển của Chúa. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh trở lại là vì thế chẳng cứ việc làm, nghĩa là không thể bởi việc làm, tại vì hễ có việc làm xen vào thì nó trở thành cái giá cả, nó trở thành cái tiền công, nó trở thành có một cái sự bắt buộc ở từ phía bên ngoài, áp lực lên trên Chúa bởi con người hay là bởi hoàn cảnh, thì điều đó không làm cho Chúa tự do và không làm cho Chúa toàn trị. Cho nên chẳng bởi việc làm nhưng sao, nhưng cứ đấng kêu gọi tùy thuộc hoàn toàn trên một mình Chúa và trên một mình Chúa mà thôi, không có bất cứ người nào hay là cái áp lực nào ở bên ngoài cả. Và đó là cái tiến trình của sự suy nghĩ của sứ đồ Phaolô đang giải quyết cho chúng ta vấn đề mà ông đang đối diện. Thì như chúng ta hỏi là như vậy lời Chúa có sai trật không, thì nói lời Chúa không sai trật, cũng không thay đổi, bởi vì lời Chúa vẫn còn được ban cho và hiệu nghiệm cho Israel thật. Israel thật là ai? Israel thật là con cái của lời hứa của Chúa. Con cái của lời hứa của Chúa là ai? Là những người được chọn bởi sự chọn lựa toàn trị của Chúa, ý định toàn trị của Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, của ân điển của Ngài. Nhưng mà một số cũng đưa ra vấn đề chống đối để mà bác đi cái lý luận của sứ đồ Phaolô. Ngay cả trong chúng ta cũng có nhiều sự suy nghĩ đó. Đó là nói, nhưng mà tại vì những người mà xuống địa ngục là tại Chúa không chọn, chứ nếu mà Chúa chọn họ thì họ cũng được cứu rồi. Thì cái điều đó đúng, nếu mà Chúa chọn họ thì họ được cứu rồi. Nhưng mà cái ý niệm là bởi vì Chúa không chọn cho nên họ phải xuống địa ngục một cách oan ức. Như vậy là có sự không công bằng trong sự chọn lựa. Khi mà chọn lựa là mà không chọn hết mà chọn một số mà thôi, thì như vậy là không công bằng. Vì tất cả mọi người cần phải được cái cơ hội giống nhau thì nó mới là sự công bằng. Cho nên sứ đồ Phaolô hỏi cái câu hỏi như vậy, cái căn bản của sự chọn lựa của Chúa tùy thuộc trên điều gì? Căn bản của sự chọn lựa của Chúa tùy thuộc trên điều gì? Thì câu trả lời hôm nay đó là Chúa chọn lựa qua ơn thương xót. Chúa chọn lựa qua ơn thương xót. Rồi God's choice by mercy. Rồi chúng ta có phần số 3, đó là God's choice by right. Chúa chọn lựa trong quyền tể trị. Rồi có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ đi tới đó, nhưng chúng ta muốn thiết lập trước hết đó là trong cái sự chọn lựa của Chúa là qua ý định toàn trị mà chúng ta vừa ôn xong. Chúa chọn qua ơn thương xót chúng ta sẽ học, và Chúa chọn lựa trong quyền tể trị mà chúng ta sẽ đi tới. Thì ở đây trong câu số 14 trở đi thì sứ đồ Phaolô trả lời cái câu đó, là trên cái căn bản nào Chúa đặt để cái sự chọn lựa của toàn trị của Chúa. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Ngài phán cùng Môi-se rằng ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay là người nào buông ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Rồi ông sứ đồ Phaolô tiếp tục cái phần giải thích của ông về sự chọn lựa của Chúa để mà trả lời cái sự chống đối về cái sự trung thực của lời Chúa và sự thành tín của chính Chúa đối với dân sự của Ngài. Thì sứ đồ Phaolô nói là Chúa hoàn toàn trung thực với lời của Chúa và thành tín với lời Chúa hứa. Và ở đây cái căn bản của những điều mà Chúa thi hành là trên cái căn bản của sự thương xót của Chúa. Chúa chọn lựa trong sự thương xót toàn trị của Chúa, trong sự tự do của định ý Chúa, của sự kén chọn tự do của Ngài. Nhưng mà khi chúng ta nói về sự thương xót thì và sự thương xót của sự chọn lựa thì con người của chúng ta
ngay cả những người trong hội thánh cũng không 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 có cảm nhận đó là cái điều căn bản. Họ nói nhưng mà không công bình, có một điều gì đó không công bình khi mà Chúa chọn lựa mà không chọn tất cả mọi người, không ban cho tất cả mọi người đồng đều, thì gọi đó là không công bình, không công bình. Thì như vậy sứ đồ Phaolô đang trả lời cái câu đó. Như vậy thì chúng ta nói làm sao, cái vấn đề là gì, chúng ta có đối diện với vấn đề này như thế nào, có sự không công bình trong Chúa, trong Chúa hay sao? Thì ông đang nói tới điều đó, tại vì cái sự suy nghĩ của chúng ta thường xuyên đó là nếu mà Chúa chọn Isaac mà không chọn Ismael thì Chúa không công bằng với Ismael. Ismael có tội tình gì đâu, nó cũng chỉ sinh ra tại vì nó sinh ra dưới ngôi sao xấu của chương trình của cha mẹ thôi, chứ nó có tội lỗi gì, hay là tại sao Chúa chọn Jacob mà không chọn chọn Esau? Mà điều mà làm cho nhiều người lo ngại là Chúa vẫn còn đang tiếp tục chọn lựa trong ý định đời đời này của Chúa. Thành ra cái câu hỏi rằng nếu Chúa tự do chọn lựa một số người thì Chúa có phải là không công bằng hay không? Đó là câu hỏi. Nếu Chúa chỉ tự do chọn lựa và chỉ chọn lựa một số người thì đó có phải là sự không công bằng hay không? Nếu mà chúng ta đem một số các mục sư trở lại, hay là một số các tín hữu, nói một số nhưng mà thiệt là phần đông đó, phải đặt cái câu hỏi này và đem cái lẽ đạo này, thì cái câu trả lời là Chúa không công bằng. Nếu mà chúng ta tin nơi sự chọn lựa tể trị của Chúa mà Chúa chỉ chọn một số người đó, thì cái kết luận là không công bằng. Cho nên cái câu hỏi và cái chất vấn nó đưa cái sự hồ nghi đến cái bản chất của Chúa, cái mỹ đức của Chúa, đụng tới cái sự vinh hiển của Chúa, đụng tới Chúa là ai. Cho nên đây là một vấn đề hết sức là quan trọng mà chúng ta cần phải suy nghĩ tới. Bởi vì dầu chúng ta không nói thẳng ra miệng rõ ràng như vậy, nhưng mà cái sự suy nghĩ của chúng ta là nếu đây là lẽ thật thì tôi không đồng ý, và tôi thấy khó nuốt, và tôi thấy rằng đó có cái gì không công bằng, nó không đúng trong đó. Và nếu đó là chỗ đứng của chúng ta thì chúng ta cần cẩn trọng để lắng nghe, tại vì lời Chúa nói rất rõ ràng hôm nay. Sứ đồ Phaolô trả lời đó là ông trả lời như theo cái cách này, ông trả lời đó là Chúa không thể không công bằng, tại vì đó là chuyện bất khả thi, Chúa không thể không công bằng. Thứ hai đó là nếu mà chúng ta muốn nói chuyện công bằng đó, thì chúng ta biết rằng trên cái căn bản của sự công bằng thì tất cả mọi người đều ở dưới sự phán xét của Chúa, tất cả mọi người đều đối diện với sự chết đời đời, tất cả mọi người đều đi xuống hỏa ngục nếu đối diện trên cái căn bản của sự công bình của Chúa. Cho nên sự cứu rỗi phải được hiểu biết trên cái căn bản đó là sự thương xót của Chúa, và sự thương xót này phải là một sự thương xót toàn trị, tùy theo ý Chúa, tùy theo ý định đời đời của Ngài chọn lựa, và điều đó tùy thuộc nơi Chúa và trên Chúa mà thôi. Thì điểm đầu tiên mà ông trả lời đó là chẳng có sự công bình trong chẳng có sự không công bình trong Đức Chúa Trời. Câu hỏi rằng có sự không công bình trong Đức Chúa Trời hay không, ông nói chẳng hề như vậy, và ông dùng một cái chữ rất là mạnh ở trong nguyên bản là không không, ngàn lần không, trăm lần không, không thể được. Mà không phải chỉ là chối từ điều đó thôi, mà nói đó là cái chuyện hỗn hào, bất tuân, phạm húy, phạm pháp. Tất cả những chữ mà ông có thể nói được là không thể được. Đây là điều mà khi mình nói ra miệng là mình phải đầu phục xin lỗi liền, hay là ăn năn liền, tại vì đây là điều rất là phạm thượng đối với Chúa, đụng tới thánh danh và con người và danh của Chúa. Tại vì Chúa không thể không công bình. Chúa là đấng công bình, Chúa là đấng chắc chắn xét đoán công bình, và tất cả căn bản của sự đối xử của Chúa đều là sự công bình. Và như mình nói là khi mình nói là Chúa không công bình, dầu trong lời nói hay là trong ý tưởng của mình, thì mình đã phạm thượng với Chúa, mình đụng tới sự vinh hiển của Chúa, mình vi phạm đến con người của Chúa và lẽ thật của Chúa. Cho nên khi nói rằng Chúa không công bình, khi Chúa chọn lựa một cách tự do, thì chúng ta đụng tới cái quyền tự do của Chúa là Đức Chúa Trời. Trước hết là Kinh Thánh thiết lập rằng Đức Chúa Trời không thể không công bình. Vấn đề không công bình đối với Chúa là chuyện bất khả thi. Chúng ta thấy được những cái điều này được bày tỏ ra nhiều chỗ trong Kinh Thánh. Một thí dụ là cái chỗ mà Abraham cầu nguyện với Chúa về dân thành của Sodom,
thì cái căn bản cái lập luận của ông là đặt trên cái nền tảng là Chúa không thể không công bình. À, vì nếu mà Chúa không công bình thì không còn cái chuyện gì để nói được. Cho nên ông nói là không lẽ nào trong trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 25, không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác, đến nỗi kẻ người công bình cũng như người độc ác? Không, Chúa chẳng làm như vậy được bao giờ. Đấng xét đoán thế gian há lại không làm sự công bình sao? Chúa là đấng đoán xét thế gian mà Chúa không công bình thì còn gì nữa để nói, còn cái căn bản nào nữa, không còn gì hết. Cho nên cái chuyện Chúa không công bình là cái chuyện bất khả thi. Và Kinh Thánh cũng nói là điều đó ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 4, nó là công việc của hòn đá, tức là Chúa là trọn vẹn, các đường lối Ngài là công bình, ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội, Ngài là công bình và chánh trực. Thiết lập chắc chắn rõ ràng là Đức Chúa Trời là đấng công bình, không thể không có sự không thể có sự không công bình trong Chúa được. Điều mà Gióp nói ở trong đoạn 34 của sách Gióp thì nói rất là rõ ràng. Vì vậy hỡi người thông sáng hãy nghe tôi, câu số 10, đoạn 34 câu số 10, hỡi người thông sáng hãy nghe tôi, Đức Chúa Trời chẳng hề hành ác, đấng toàn năng không bao giờ làm hung nghiệt. Ngài báo ứng loài người tùy công việc mình làm, khiến mỗi người tìm lại được chiếu theo tánh hạnh mình. Quả thật Đức Chúa Trời không làm ác, đấng toàn năng chẳng trái phép công bình. Đấng toàn năng chẳng thể nào trái phép công bình. Đó là cái chuyện không thể được, nó ngược lại với cái bản chất của Chúa. Bản chất của Chúa là toàn vẹn trong sự công bình, cho nên không thể có sự không công bình trong Chúa được. Và Kinh Thánh nói Chúa chẳng hề bao giờ hề thay đổi, cho nên Chúa luôn luôn cư xử, xử sự, ban cho từ tất cả mọi điều đúng theo và thích hợp theo cái bản chất của Chúa là bản chất công bình. Và Chúa luôn luôn là công bình từ đời đời cho đến đời đời. Như vậy thì cái câu hỏi là vậy chúng ta sẽ nói làm sao có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Và một điều nữa mà sứ đồ Phaolô đang nói trong nguyên sách Roma này, đặc biệt là từ đoạn 1 cho tới đoạn 3, thì ông đang nói về cái sự phán xét công bình của Chúa. Chúa phán xét con người trên cái căn bản của sự công bình, và trên cái căn bản công bình đó là cái chỗ mà con người đối diện với cái điều hư mất của mình. Nhưng mà chúng ta cần nhìn lại cái căn bản của sự công bình của Chúa. Chúng ta dở ra ở trong đoạn 2 từ câu 5 tới câu số 11. Thì ở đây nói rằng bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thành nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Đây là Chúa nói là Chúa sẽ phán xét cách công bình, và cái tiêu chuẩn của sự công bình đó là Chúa sẽ phán xét mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng, sự chẳng hề chết thì báo cho sự sống đời đời, thì Chúa sẽ ban cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không cho không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình, thì Chúa sẽ báo cho sự giận và cơn thành nộ. Thì những người đó, những người phạm tội thì sẽ ở dưới cơn thành nộ của Chúa. Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho người làm ác, trước cho người Giuđa, sau là người Gờ-rét, nhưng vinh hiển tôn trọng cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giuđa, sau là người Gờ-rét, vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vì nể ai đâu. Chúa nói là Chúa sẽ ban cho mọi người đúng theo cái căn bản công bình, trên cái căn bản công bình. Thì Chúa nói là hễ ai làm lành hoàn toàn thánh khiết, không bao giờ phạm tội, không bao giờ sai trật thì có sự sống đời đời. Mà ai phạm tội thì sẽ chịu sự đoán phạt của tội lỗi của mình. Thì vấn đề của chúng ta đó là tiêu chuẩn của Chúa, đó là tiêu chuẩn của luật pháp. Luật pháp nói là hãy ai làm tròn luật pháp thì được cứu. Đó là sự công bình. Ai vi phạm luật pháp thì sẽ bị hình phạt. Rồi đó là sự công bình. Còn vấn đề của chúng ta là chẳng ai có thể làm tròn luật pháp và chẳng ai có thể mà không phạm tội. Cho nên tất cả mọi người đều phạm tội. Cho nên tất cả mọi người đều ở dưới sự phán xét của Chúa, đều đối diện với sự chết trên căn bản công bình của Chúa. Như trong đoạn 3 câu số 9 trở đi thì nói là thế nào, ông nói như vậy thì chúng ta kết luận làm sao? Chúng ta hay là người Do Thái có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giuđa và người Gờ-rét thảy đều phục dưới quyền tội lỗi. Trong thế giới của thời đó thì chỉ có hai nhóm người phân biệt ra là người Do Thái và người Gờ-rét. Thì cả hai nhóm đều ở dưới quyền tội lỗi, nghĩa là tất cả thế gian đều ở dưới quyền tội lỗi. Như có chấp rằng chẳng có một người nào công bình hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Thì trên cái căn bản của sự công bình mà xét xử cho mỗi người tùy theo công việc họ làm,
tùy theo cái sự làm tròn tiêu chuẩn của Chúa hay không, thì Chúa nói chẳng có ai công bình, dẫu một người cũng không, tất cả đều sai lạc cả, tất cả đều hư mất. Đến một chỗ nghĩa là không ai có thể nói lại được, không ai có cái câu trả lời nào được. Câu số 19, và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, tức là những điều dựa trên căn bản công bình, tiêu chuẩn công bình của Chúa, là nói cho mọi kẻ dưới luật pháp, áp dụng cho tất cả mọi người dưới sự căn bản công bình này, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Nghĩa là trên căn bản công bình của Chúa thì tất cả đều hư mất, tất cả đều phạm tội, tất cả đều đối diện với sự chết đời đời. Như vậy thì sư đồ Phaolô nói, như vậy thì cái sự cứu rỗi nó phải đến từ một cái căn bản khác, vượt lên cái căn bản của công bình, tại vì công bình đã được áp dụng cho tất cả mọi người, và tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, tất cả đều ở dưới án phạt tội lỗi, tất cả đều ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa, tất cả đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Như vậy thì cái căn bản của sự cứu rỗi là gì? Là trên sự chọn lựa thương xót của Đức Chúa Trời. Và đây là điều mà chúng ta phải hiểu. Và khi chúng ta hiểu cái sự chọn lựa thương xót đó là như thế nào, và nó bày tỏ Chúa ra sao, thì chúng ta mới bắt đầu đứng vào trong cái chỗ sống đúng với Chúa, sống đúng với ân điển Chúa, và sống đáp ứng với sự chọn lựa vinh hiển này trên đời sống của mỗi chúng ta. Và chúng ta cũng phải hiểu cái sự công việc mà Chúa giao phó của chúng ta giảng tin lành, nó cũng được nằm ở trong cái sự hiểu biết về cái sự chọn lựa với ân thương xót của Chúa như thế nào. Như vậy thì sư đồ Phaolô trả lời là Đức Chúa Trời không có sự không công bình trong Chúa. Đức Chúa Trời luôn luôn là công bình, tại vì Chúa không thể có sự không công bình được. Mà trên cái căn bản của sự công bình đó, trên căn bản của tiêu chuẩn công bình của Chúa, thì tất cả mọi người đều dưới án phạt tội lỗi và đối diện với sự chết đời đời trong hỏa ngục. Như vậy sự cứu rỗi của Chúa được ban cho trên sự chọn lựa của sự thương xót Chúa. Cho nên ông trả lời trong câu số 15, như vậy đó thì sự cứu rỗi của Chúa tùy thuộc trên điều mà Chúa phán cùng Môi-se rằng: ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót cho kẻ ta thương xót. Nhưng mà cái cách sư đồ Phaolô viết đó là Chúa là công bình, không thể là không công bình. Trên căn bản của trong sự công bình thì tất cả mọi người đều hư mất. Cái giải pháp đó là như vậy thì sự cứu rỗi đến bởi vì Chúa nói rằng Chúa sẽ làm ơn cho kẻ Chúa làm ơn và thương xót kẻ Chúa thương xót. Nghĩa là Chúa công bình bởi vì Chúa tự do chọn lựa trong sự ban ơn thương xót. Chúa công bình bởi vì Chúa tự do chọn lựa trong sự ban ơn thương xót, thì mình nghe nó cũng hơi khó hiểu, chưa hiểu nổi được. Đó là mình nói là Chúa không công bình bởi vì Chúa chọn lựa cách tự do, thì Chúa trả lời là Chúa công bình bởi vì Chúa tự do chọn lựa. Thì nó như vậy chưa giải quyết vấn đề cho con được, chưa hiểu nổi. Nó không có phải là sự mâu thuẫn, nhưng mà chúng ta chưa hiểu được, cho nên chúng ta cần sự giúp đỡ một tí xíu. Và có một cái sự giúp đỡ trong lời của Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 20 để chúng ta cần dỡ ra. Đây là cái thí dụ của Chúa Giê-xu nói về ngay cái vấn đề này, vấn đề của sự chọn lựa và vấn đề của sự thương xót, vấn đề của cái sự công bình và của sự thương xót nó như thế nào. Cái mâu thuẫn nó nằm chỗ nào, hay là cái tưởng là mâu thuẫn nó nằm chỗ nào, và cái vấn đề giải quyết phải hiểu rõ là như thế nào. Chúng ta đọc từ câu số 1 tới câu số 16 của Ma-thi-ơ đoạn số 20. Và nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một đơ-ni-ê thì sai họ vào vườn nho mình. Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ, thì nói cùng họ rằng: các ngươi hãy đi vào vườn nho ta và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra cũng làm như vậy. Ước chừng giờ thứ 11, chủ ra thấy những kẻ đưa khác đứng trong chợ thì hỏi rằng: sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? Họ trả lời rằng: vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu. Những người làm công mướn từ giờ thứ 11 đến lãnh một người được một đơ-ni-ê. Rồi tới phiên những người đầu đến tưởng lãnh được nhiều hơn, xong họ cũng lãnh mỗi người một đơ-ni-ê.
Khi lãnh đội làm bầm cùng chủ nhà mà rằng những người rốt ấy chỉ làm một giờ mà chủ đãi cũng như chúng tôi là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và gian nắng. Xong chủ trả lời cho một người trong bọn họ rằng, bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ngươi há chẳng đã định với ta một denier sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi. Ta muốn trả cho kẻ này, kẻ rốt này bằng như trả đã cho ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đó là những kẻ rốt sẽ nên đầu và sẽ đầu trở nên rốt là như vậy. Thì chúng ta thấy trong câu chuyện này đó là có một vấn đề gọi là không công bằng. Trong cái con mắt của con người thì thấy có một chuyện không công bằng xảy ra. Đó là khi họ so sánh với nhau thì họ thấy có một sự khác biệt không công bằng. Đó là những người đi vào làm có một tiếng đồng hồ cũng được trả giá giống như một người làm cả ngày. Và trong cái sự khác biệt đó thì họ thấy rằng cái sự không công bình này nó ra từ nơi ông chủ của vườn nho, cho nên họ than phiền với ông chủ của vườn nho. Khi lãnh rồi lầm bầm cùng chủ nhà mà rằng những người ấy chỉ làm một giờ mà chủ đãi như chúng tôi là cả đã chịu mệt nhọc cả ngày và gian nắng. Có một sự không công bình, chủ không công bình, đây là điều xảy ra. Nhưng mà cái phần giải thích ở đây là vấn đề công bình không có phải là mọi người được đối xử giống nhau, nhưng sự công bình là mình có nhận được cái điều mình xứng đáng để lãnh hay không. Nếu mình nhận được điều mình xứng đáng để lãnh thì đó là sự công bình. Sự công bình là mình nhận được chuyện mình xứng đáng để lãnh. Ở đây đó thì nói rằng so sánh với những người mà làm ít hơn đó thì chúng tôi làm nhiều hơn mà lãnh bằng nhau như vậy thì cái tiền công của chúng tôi ít hơn. Nhưng mà cái câu hỏi đó là mình có lãnh theo cái điều xứng đáng cho mình hay không, thì câu trả lời là mình đã xứng đáng. Chủ đã đồng ý với mình là một denier một ngày, thì bây giờ mình lãnh một denier một ngày, đó là xứng đáng, đó là công bình, đó là định nghĩa của sự công bình, đó là nhận được điều mình xứng đáng để lãnh. Nhưng mà cái người thì nhận hơn cái chuyện họ xứng đáng để lãnh. Họ chỉ xứng đáng có một giờ mà chủ cho nguyên ngày, nhưng mà cái chuyện hơn những gì xứng đáng để lãnh thì không gọi là công bình, cái đó gọi là thương xót. Và đây là cái định nghĩa mà chúng ta phải phân biệt, đó là điều được ban cho hơn điều mình đáng nhận lãnh thì không trên cái căn bản công bình nữa, tại vì công bình đã giải quyết rồi, là nhận được chuyện mình xứng đáng để nhận, đó là sự công bình. Nhận hơn những điều mình xứng đáng thì gọi là thương xót hay là ân điển. Và đây là cái vấn đề của chúng ta, là khi chúng ta so sánh với nhau, tôi nói sao người đó được chọn, tôi không được chọn, sao Chúa chọn người này, Chúa không chọn người kia. Cái đó không phải là cái câu hỏi là những người không được chọn họ có lãnh được cái chuyện họ xứng đáng hay không. Và tất cả mọi người đều xứng đáng trên cái căn bản công bình của Chúa. Tất cả mọi người đều đã phạm tội, tất cả mọi người đều thiếu mất sự vinh hiển của Chúa, tất cả đều chống nghịch Chúa, tất cả đều ngậm miệng nhận tội trước mặt Chúa, tất cả đều ở dưới án phạt của Chúa. Đó là sự công bình. Nếu Chúa để yên cho sự công bình thì tất cả mọi người nằm cái chỗ đó. Nhưng bây giờ Chúa ban cho hơn một số thì cái đó không gọi là công bình. Cái đó gọi là không thể gọi là không công bình, cái đó gọi là ơn thương xót. Và cái thí dụ này giúp cho chúng ta thấy. Và cái điểm nữa mà chúng ta cần phải thấy đó là cái sự thương xót này phải là sự tự do ban cho của người chủ, của sự tự do ban cho của người chủ. Sự thương xót phải đi với lại cái sự toàn định ý tự do thì mới gọi là sự thương xót. Câu số 14, hãy lấy của ngươi mà đi đi, ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng như ta trả ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt canh sao? Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Cái đó là câu hỏi. Ta không có quyền sử dụng những gì thuộc về ta sao? Nếu mà ta không sử dụng được quyền được ta mà gọi là không công bình thì như vậy là cái sự vô lối. Tại vì cái quyền tự do để sử dụng của cải của ông chủ này là quyền của ông chủ. Và nếu ông chủ muốn tự do để mà ban cho thì đó là sự ban cho theo sự thương xót của ông chủ này, sự ban cho. Cho nên cái sự ban cho hay là sự thương xót phải là một cái sự ban cho tự do, không có bị ép uổng, không có bị nặng nợ chủ động bởi tất cả những cái lý do nào khác. Bởi vì một khi mà có cái sự ép uổng hay là nặng nợ hay là lý do áp lực nào khác thì không gọi là thương xót nữa, mà gọi là trả nợ hay là trả giá hay là trả tiền công. Tại vì khi mà có một cái sự nặng nợ nó trở thành một cái tiền công, mà cái tiền công thì không gọi là ơn thương xót hay là ơn ban cho.
Cho nên một khi nào mà có một cái điều đòi hỏi rằng chúng ta phải làm hay là phải cho hay là phải ban cho, thì đó không gọi là ơn nữa, mà gọi là trả nợ hay là trả tiền công. Đối với cái người trong cái phương diện của người nhận đó, cái người nhận ơn thương xót hay là nhận ân sủng đó, thì nhận được điều mà mình không xứng đáng hay là nhận ít hơn cái điều mà mình xứng đáng, nghĩa là khi mà nói về nhận được những điều mình không xứng đáng, nhận được ơn nhiều hơn là mình không xứng đáng, hay là nhận sự sửa phạt và ít hơn mình đáng nhận đó, thì gọi là ơn thương xót hay là ân sủng Chúa hay là ân sủng. Còn về người ban cho đó, thì cái sự ban cho này phải là sự ban cho tự do, mình phải là người tự do chọn lựa để ban cho, không bị ép uổng, không bị đòi hỏi, không bị trả nợ tiền công, thì mới gọi là sự ban cho đó. Bộ ta không có quyền, không có phép sử dụng của cải ta theo ý muốn ta sao, đó là cái câu hỏi mà Chúa cũng đặt lại ở trong phần Roma mà chúng ta đang học đó. Thì ở đây sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng vì Ngài phán cùng Môi-se rằng ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót cho kẻ ta thương xót. Nó sẽ là trên căn bản của sự thương xót, và trên căn bản của sự thương xót nó là sự thương xót toàn trị tể trị của Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô trả lời rằng Đức Chúa Trời không phải là không công bình, vì Chúa ban cho tất cả mọi người theo sự trên căn bản công bình của Chúa. Nhưng Chúa ban cho một số trên hơn cái số mà họ có cái xứng đáng để mà nhận được, thì đó gọi là ơn thương xót của Chúa, sự ban cho của sự thương xót Chúa. Và khi Chúa ban cho cái ơn thương xót đó, thì Chúa tự do và toàn trị trong sự ơn thương xót. Đó là cái định nghĩa của sự thương xót. Tại vì sự thương xót được định nghĩa là nó phải là tự do, toàn trị. It has to be free to be grace, to be mercy. Một điểm mà chúng ta cần xem xét đó là ở trong cái phần mà sứ đồ Phaolô viết vì Ngài phán cùng Môi-se, ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn và ta sẽ thương xót cho kẻ ta thương xót, thì ở trong một cái môi trường của sự tìm hiểu Chúa của Môi-se, ông đang đến tìm cầu Chúa ở trong sách Xuất Ký Thứ đoạn số 33 chúng ta dở ra. Xuất Ký Thứ đoạn 33 bắt đầu từ câu số 18. Thì ở đây Môi-se đang cầu hỏi Chúa, đang đến trước mặt Chúa vì ông đang cầu xin Chúa đi với họ vào trong đất hứa. Trước đó dân sự Chúa phạm tội và Chúa nói ta sẽ không đi với các ngươi nữa, ta sẽ sai thiên sứ đi, rồi các ngươi muốn đi vô đó thì các ngươi đi, tại vì dân này cứng đầu cứng cổ, ta đi sẽ có ngày hủy diệt chúng nó. Đó là cách Chúa nói về cái sự phật lòng của Chúa đối với dân sự Chúa. Thì Môi-se nói nếu mà Chúa không đi với chúng tôi thì xin đừng gửi chúng tôi đi. Và sau đó Chúa nói là ngươi được ơn trước mặt ta, thì ông nói nếu mà con được ơn trước mặt Chúa thì ông nói sao? Môi-se thưa rằng tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Đức Giê-hô-va phán rằng ta sẽ làm cho sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi. Làm ơn cho ta, làm ơn cho ai ta muốn làm ơn và thương xót ai ta muốn thương xót. Ngài lại phán rằng ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta vì không thấy mặt ta mà còn sống, và không ai thấy mặt ta mà còn sống. Chúng ta để ý cái điều mà Chúa đang nói, tại vì nhiều khi mình đọc nhanh quá mình không thấy. Chúa nói rằng ta sẽ làm các sự nhân từ ta ra phát trước mặt ngươi, ta hô danh Jehovah trước mặt ngươi. Hô danh sao? Cái danh của Chúa là hô danh sao? Làm ơn cho ai ta muốn làm ơn và thương xót ai ta muốn thương xót. Ngài nói là ta hô danh, ta xưng ra tên của ta cho ngươi. Và cái tên mà Chúa xưng ra cho Môi-se, điều mà Chúa bày tỏ về chính mình Chúa trong tên của Chúa, thì Chúa dùng cái câu đó là làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, thương xót ai ta muốn thương xót, chính là cái tên của Chúa. Và ở đây chúng ta thấy đây một cái điều bày tỏ hết sức là căn bản về chính Chúa. Chúa đang nói Chúa là ai, Chúa đang nói về cái bản chất của Chúa, Chúa đang xưng Chúa là như thế nào. Và chỗ này đây là định nghĩa của Chúa, đây là tên của Chúa, đây là sự vinh hiển của Chúa. Tất cả cái bản chất của gọi là Đức Chúa Trời được thâu gọn ở trong cái câu xưng danh, đó là làm ơn cho ai ta muốn làm ơn và thương xót ai ta muốn thương xót.
Chúng ta cũng thấy cái câu song song đó, trước đó Chúa cũng đã nói chuyện với lại Môi-se khi ông trước bụi gai cháy, thì ông hỏi Chúa là nếu mà Chúa sai tôi xuống với dân sự Chúa, thì họ hỏi rằng ai sai ngươi đến thì tôi nói làm sao, vậy danh Chúa là gì để tôi biết, rồi tôi thưa lại với họ, thì Chúa nói rằng, Đức Chúa Trời phán rằng, ta là đấng hằng hữu, ta là đấng tự hữu hằng hữu, I am who I am, ta là đấng ta là. Rồi Ngài lại rằng hãy nói cho dân Israel như vậy, đấng ta là đã sai ngươi đến cùng các ngươi. Tức là ở đây cái cấu trúc nó song song với nhau. Môi-se hỏi Chúa là ai, Chúa tên gì, danh của Chúa là chi, thì Chúa nói ta là đấng ta là đấng tự hữu hằng hữu, đấng ta là sai ngươi đến với dân sự của Chúa. Thì bây giờ trong đoạn 33 thì Môi-se hỏi rằng Chúa bày tỏ Chúa cho tôi thấy sự vinh hiển của Chúa. Chúa nói ta sẽ hô danh ta trước mặt ngươi, và danh ta đó là làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót. Nghĩa là Chúa đang nói đây là tên của Chúa, đây là bản chất của Chúa, đó là Chúa hoàn toàn tự do tể trị trong mọi sự chọn lựa của Chúa, trong mọi quyết định của Chúa. Ta là đấng ta là, ta hoàn toàn tự do, ta hoàn toàn hiện hữu, trong sự hiện hữu ta thẩm định mọi sự tự một mình ta, không có điều gì ràng buộc, không có điều gì ảnh hưởng, không có điều gì chế ngự, không có điều gì đòi hỏi trên Chúa để mà Chúa phải trả lời. Ta là đấng ta là, thì ở đây cũng song song như vậy. Ta là đấng làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót. Và Chúa tuyên bố đây là sự vinh hiển của Chúa, đây là danh của Chúa, ta sẽ bày tỏ sự vinh hiển ta trước mặt ngươi, và ta sẽ nói cho ngươi biết cái ý nghĩa của sự vinh hiển đó là gì. Đó là ta là đấng ta là đấng làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, thương xót ai ta muốn thương xót. Chúa đang nói về một cái sự hoàn toàn tự hữu, hằng hữu, hoàn toàn tự do trong mọi quyết định, hoàn toàn chủ động tể trị trong tất cả mọi điều Chúa làm. Và đó là định nghĩa của Chúa, và định nghĩa về sự vinh hiển Chúa, bày tỏ chính Chúa là ai. Thì chúng ta nhớ là trong lúc nãy chúng ta đã, trong phần ôn của chúng ta trong câu số 11, thì chúng ta đã nói là cái mục đích đời đời của Chúa trong sự chọn lựa đó là sự vinh hiển của Chúa, và sự vinh hiển của Chúa là được bày tỏ về cái sự vinh hiển của ân điển Chúa, tức là cho danh vinh hiển của Chúa, hay là sự vinh hiển của ân điển Chúa được ngợi khen. Thì ở đây Chúa nói đây là cái sự bày tỏ của sự vinh hiển Chúa. Đây là điều mà Chúa muốn sư đồ Phaolô hiểu, và tất cả mọi người chúng ta hiểu, đó là sự tự do toàn trị của Chúa trong sự thẩm định của Chúa. Nghĩa là chúng ta nói lại lúc là nếu mà Chúa không tự do quyết định, nếu mà Chúa không thể ban ơn cho những người mà Chúa ban ơn, hay là không tự do chọn lựa những người mà Chúa muốn thương xót, hay là đối tượng mà Chúa thương xót mà bị chế ngự, hay là áp lực, hay là đòi hỏi, hay là chi phối bởi một cái động cơ nào khác, hay là một đối tượng nào khác, thì Chúa không phải là Đức Chúa Trời vinh hiển, thì Chúa không còn là Đức Chúa Trời toàn trị nữa. Cho nên ở đây sự thương xót phải là hoàn toàn tể trị, hoàn toàn tự do, sự ban cho làm ơn phải được hoàn toàn tể trị, hoàn toàn tự do. Và ở đây thì sư đồ Phaolô đang tóm tắt một cái điểm cho chúng ta thấy, đó là sự công bình, nghĩa là ban cho tất cả mọi người sự xứng đáng của mọi người tự có thể nhận lãnh từ nơi Chúa. Thì cái sự ban cho đó, Chúa sẽ, hay sự ban cho hay là cái sự cư xử trên cái căn bản công bình, đó là tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa ở dưới sự đoán phạt. Sự chọn lựa tể trị của Chúa là ban cho một số người hơn cái sự mà họ xứng đáng, nghĩa là vượt hơn sự mà họ xứng đáng, điều mà họ không xứng đáng. Cái đó thì không gọi là sự không công bình, nhưng gọi là ơn thương xót. Và ơn thương xót của Chúa được định nghĩa bởi Chúa là ai? Chúa là đấng ta là, Chúa là đấng ban cho ơn cho kẻ Chúa muốn làm ơn, và thương xót kẻ mà Chúa muốn thương xót. Đó là cái định nghĩa của sự tự do thương xót của Chúa. Khi chúng ta nói Chúa chọn lựa qua ơn thương xót, thì chúng ta nói đây là một ơn thương xót toàn trị, ơn thương xót tể trị của Chúa, hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa và một mình Chúa mà thôi.
Cho nên sư đồ Phaolô đang giải thích điều đó, và chúng ta thấy cái lý luận của ông là như thế này: lời Chúa là vẫn là trung thực, bởi vì lời Chúa được ban cho những người Israel chân thật, là con cái của lời hứa, đến từ cái sự chọn lựa thể trị của Chúa, là sự chọn lựa được gây dựng trên nền tảng của sự thương xót đời đời của Chúa, tự do của Chúa. Và sư đồ Phaolô muốn chúng ta hiểu vấn đề này một cách rõ ràng, không có ai thắc mắc, không có ai hiểu lầm. Cho nên ông ngừng cái lý luận của ông đang nửa chừng, ông sẽ nói tiếp và trong câu 17 trở đi, nhưng mà ông ngừng lại và ông tóm tắt một điểm để chúng ta rõ ràng cái điểm ông muốn nói. Câu số 16, ông nói: vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay là người nào buông ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Vậy điều đó điều mà được chọn lựa, điều mà được cứu, điều mà được ban cho ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sau, ta chọn Gia-cốp mà không chọn Ê-sau, ta chọn Y-sác mà không chọn Ít-ma-ên, điều đó không phải bởi người nào ao ước mà được, hay là người nào buông ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Thì ông dùng hai cái chữ, hay là ông đưa ra hai vấn đề. Thứ nhất là sự cứu rỗi không tùy thuộc trên con người. Sự cứu rỗi không tùy thuộc trên con người. Ông dùng hai chữ để mà giải thích vấn đề không tùy thuộc trên con người. Điều đó, sự cứu rỗi chẳng phải bởi người nào ao ước hay là người buông ba mà được. Thứ nhất là chẳng đến từ sự ao ước của con người. Tức là cái lòng ao ước, cái lòng tìm kiếm, cái lòng mong đợi ở bên trong. Thì là cái chữ thì nói về cái volition, tức là về cái sự quyết định của con người, không đến từ cái quyết định của con người. Cái ao ước ở bên trong, cái quyết định của con người ở bên trong, cái tiến trình ở bên trong, không phải là vì muốn mà được. Rồi điểm thứ hai đó là không tùy thuộc trên cái công sức của con người, hay là người nào buông ba. Buông ba là cái chữ hay đó, buông ba là chạy theo, đeo đuổi, tìm kiếm, tìm đầu tìm đuôi, nghĩa là chạy xôn chạy xáo, mình nói nghĩa là hết sức là cố gắng để mà thành đạt. Thì nó không tùy thuộc trên sự cố gắng của con người, không tùy thuộc trên cái cư xử của con người, không tùy thuộc trên chuyện con người làm. Như vậy thì ông nói rõ ràng là điều đó, tức là sự cứu rỗi, chẳng phải bởi người nào quyết định mà được, ao ước mà được, mong muốn mà được, hay là người nào làm việc mà được, chạy đôn chạy đáo mà được, hay là cái cư xử mà được, bèn là sao? Bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Sự cứu rỗi hoàn toàn tùy thuộc trên sự thương xót của Đức Chúa Trời, và trên sự thương xót của Đức Chúa Trời mà thôi. Và sự thương xót này không đến bởi vì người ta muốn mà có, ao ước mà được, cũng không đến bởi vì người ta buông ba tìm kiếm mà được ban cho. Nó hoàn toàn tùy thuộc trên Chúa quyết định, và Chúa quyết định mà thôi. Và đây là một cái sự hiểu biết đòi hỏi một cái sự chỉnh đốn lại trong sự suy nghĩ của chúng ta, rất lớn lao trong sự đáp ứng của chúng ta với lẽ thật tin lành nữa. Bởi vì ở đây nói rằng rõ ràng đó là đây là sự chọn lựa công bình của Chúa, tại vì ở đây là Chúa ban cho tất cả mọi người theo sự xứng đáng của mỗi người, đó là tất cả mọi người đều xuống địa ngục, tất cả mọi người đều ở trong sự hư mất. Cho nên cái điều mà Chúa chọn lựa đây là sự ban cho vượt hơn cái sự công bình, nó là ở trong sự thương xót. Sự thương xót này là sự thương xót toàn trị, sự thương xót thẩm định bởi chính Chúa và chính Chúa mà thôi, tự do trong cái ý định của Chúa. Và cái kết quả là điều đó là sự cứu rỗi chẳng phải ra từ con người, không tùy thuộc nơi con người, không ra từ ý định của con người, cũng chẳng ra từ cố gắng của con người, nhưng ra từ sự thương xót của Chúa, là sự thẩm định toàn vẹn toàn trị ở trong Chúa và bởi ý Chúa mà thôi. Kinh Thánh nói xác minh vấn đề này cũng rất nhiều chỗ, mà tôi đọc hai chỗ để chúng ta có thể thấy được điều này. Thứ nhất là trong Luca đoạn 10 câu số 21, sau khi Chúa sai 72 sứ đồ đi ra để giảng đạo tin lành, và họ trở về bày tỏ với Chúa rằng có kết quả rất nhiều, có rất nhiều sự đáp ứng, thì Chúa nói một câu trong câu 21 rằng: cũng giờ đó Đức Giê-xu nức lòng bởi Thánh Linh mà bèn nói rằng: lạy Cha, là Đức Chúa Trời, là Chúa Trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ lại tỏ ra cho kẻ nhỏ hay. Thưa Cha, phải thật vậy, vì Cha thấy điều đó là tốt lành. It was according to your good pleasure. Đây là ý muốn của Cha, đây là điều Cha thấy tốt lành, đây là điều mà Cha chọn lựa. Cho nên ở đây Chúa Giê-xu khi mà thấy cái chương trình cứu rỗi được ban, được lan ra, được tuyên rao,
và kết quả thì Chúa nói là đây là sự chọn lựa của Chúa. Chúa chọn để giấu cho một số người, và Chúa chọn để tỏ ra cho một số người, và điều đó tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa, trên điều mà Chúa thấy là sự tốt lành. Rồi một câu nữa là cái câu mà chúng ta cũng thường xuyên đọc tới đó, tức là Dân đoạn 1 câu số 11, 12. Và chúng ta cần đọc thêm câu số 13 ở đây. Thì khi chúng ta nói là khi một người tiếp nhận Chúa, thì chúng ta đã nói là khi anh chị em tiếp nhận Chúa thì Chúa ban cho quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Mình thẩm định cái xác minh điều đó. Thì đó là điều đúng và đó là điều cần thiết phải trình bày. Nhưng mà Đức Chúa Trời qua sách Dân này thì muốn cho chúng ta hiểu rõ, không phải là trên cái sự giả định của chúng ta, nhưng trên cái căn bản của lẽ thật mà Chúa muốn nói là cái sự chọn lựa đó là làm sao, cái sự tiếp nhận đó là như thế nào. Thì nói như thế này, Ngài đã đến trong sứ mình, câu số 11, Ngài đã đến trong sứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lãnh. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Nghĩa là nói ngay đó là khi chúng ta tiếp nhận Chúa và được ban cho cái quyền làm con của Chúa thì nó không tùy thuộc nơi chúng ta. Nó chẳng phải ra từ nơi chúng ta hoặc là cố gắng của chúng ta hay là bởi ý của chúng ta, nhưng bởi ý Đức Chúa Trời và bởi Đức Chúa Trời vậy. Cho nên xác minh một cách hết sức là rõ ràng, sự thương xót của Chúa là cái căn bản của sự chọn lựa cứu rỗi, và sự thương xót đó là sự thương xót ban cho toàn trị của Chúa tùy theo ý Chúa cho đối tượng mà Chúa tự chọn trong cái sự thẩm định của tấm lòng của Chúa đời đời của Ngài. Như vậy thì mình có thể nói như vậy là sự cứu rỗi của con người không tùy thuộc nơi cái ước muốn của con người hay là trên cái công việc của con người, nhưng hoàn toàn tùy thuộc trên cái ý muốn của Chúa và sự thẩm định của sự thương xót của Chúa mà thôi. Và ở đây thì sứ đồ Phaolô đang trả lời một cái câu mà chúng ta vẫn thường chống đối, đó là như vậy thì không công bằng. Ông nói không, đã nói rồi, hễ nói trên căn bản công bằng là nói là mọi người chết hết, mọi người bị hư mất hết, mọi người đều bị xuống hỏa ngục hết nếu mà nói chuyện công bằng. Cho nên không thể nói về sự cứu rỗi là về trên căn bản của sự công bằng, và phải nói trên căn bản của sự thương xót. Mà khi nói đến sự thương xót thì phải nói đến quyền tự do chọn lựa của người thương xót. Thì giống như người chủ vườn nó nói là ta muốn sử dụng cái của cải của ta để ban cho ai tùy theo ý định của ta thì có gì sai trật không? Thì câu trả lời của Kinh Thánh là không có gì sai trật, đó chính là sự công bình. Vì nó đúng theo cái mục đích của Chúa, đó là Chúa làm mọi điều để bày tỏ sự vinh hiển của ân sủng Chúa ban cho, của sự thương xót Chúa ban cho. Và khi Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Chúa thì đó chính là định nghĩa của sự công bình. Công bình là Chúa là đấng trung thực với chính mình Chúa, và bày tỏ cái sự vinh hiển của chính Chúa. Cho nên ở đây nó không phải là chỉ là một cái lẽ đạo mà chúng ta học rồi để đó rồi để suy nghĩ. Nó ảnh hưởng hoàn toàn trên đời sống đức tin của chúng ta khi mà chúng ta hiểu rằng đây là cái căn bản của sự liên hệ của chúng ta với Chúa, là trên cái căn bản của sự thương xót của Chúa trên chúng ta, và nó hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa, nó không dính líu gì nơi mình. Nhiều khi mình nói tôi không xứng đáng thì Chúa nói cái đó biết rồi. Cái sự công bình đã giải quyết cái chuyện xứng đáng đó, là nếu mà ngươi muốn cái chuyện xứng đáng thì ngươi biết nơi nào cần phải đi rồi đó. Tôi thiếu sót, tôi không xứng đáng, tôi nghĩa là Chúa nói tất cả, nhưng mà sao ta chọn ngươi. Hỏi tại sao Chúa chọn, nó trong cái sự mầu nhiệm của sự khôn ngoan của Chúa, sự chọn lựa ý định đời đời của Chúa. Cho nên mình không nói là tại sao mình mà tại sao không phải người khác. Mình chỉ có một cái điểm có thể, đó là biết ơn cái điều được ban cho, bởi vì mình không hề xứng đáng và cũng chẳng có gì hơn tất cả mọi người khác, không so sánh được với ai. Nhưng mà sự thương xót mầu nhiệm của Chúa đụng tới chúng ta, bởi vì Chúa trong sự tế trị đó chọn lựa chúng ta. Nghĩa là điều mà mình cần nói thêm đó là khi mà Chúa chọn lựa đó, thì chúng ta đã học những cái tiến trình đó. Khi Chúa chọn lựa thì chúng ta sẽ đáp ứng bởi đức tin, chúng ta sẽ tin nhận Chúa, chúng ta sẽ quyết định, chúng ta sẽ có sự thay đổi. Nghĩa là tất cả mọi điều kia nó không có mâu thuẫn với chuyện là Chúa tự do chọn lựa. Chúa tự do chọn lựa bởi vì sự vinh hiển của Chúa mà thôi. Nhưng mà trước khi mình đi sâu vào trong phần áp dụng, lát nữa mình sẽ trở lại, thì tôi muốn cho sứ đồ Phaolô tiếp tục cái ý của ông, tại vì ông đang tiếp tục trong cái ý của ông đang nói.
Ông đang nói về ta sẽ ban ơn cho kẻ ta làm ơn và thương xót kẻ ta thương xót. Rồi ông ngừng lại để ông nói là tôi muốn tất cả mọi người đều hiểu điều này, không? Đừng có ai hiểu lầm hay đừng có ai hiểu sai, đừng có ai hiểu thiếu. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước mà được hay là người bôn ba mà được, bèn là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi không tùy thuộc trên con người, trên ý định của con người, trên sự cố gắng của con người, hoàn toàn tùy thuộc trên sự thương xót của Chúa và trên sự chọn lựa toàn trị của Chúa, của đối tượng mà chính Chúa thẩm định mà thôi. Ông nói có ai có thắc mắc gì trong vấn đề đó không? Thì mình nói thì sứ đồ Phaolô nói rõ lắm rồi, chỉ có điều là không có nuốt được thôi. Nhưng mà cái vấn đề đó là vấn đề đầu phục lẽ thật kinh thánh. Thì ông mới tiếp tục nói tiếp, ông trở lại nhấn mạnh về vấn đề đó. Ông đưa ra một cái thí dụ khác, đó là ông nói trong câu số 17, trong kinh thánh cũng có phán cùng Pharaoh rằng: này là vì cớ sao ta lấy giấy ngươi lên, ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất. Như vậy ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm. Ở đây nói thêm một cái thí dụ nữa. Ở đây dùng cái chữ là trong kinh thánh cũng có phán cùng Pharaoh rằng, tôi chỉ muốn chúng ta để ý một cái chữ là trong nguyên bản nó đây là kinh thánh phán cùng Pharaoh rằng. Trong cái bản tiếng Anh thì nó là scripture said, thì nó rõ hơn. Thì cái điểm này chỉ để nhấn mạnh một điều, đó là khi sứ đồ Phaolô trích dẫn ở đây, thì ông trích dẫn ở trong số ký tôi ký đoạn số 9 câu số 16, thì đây là lúc mà Môi-se đến nói với lại Pharaoh. Đây là lời của Đức Chúa Trời phán cho Pharaoh qua miệng của Môi-se. Thì khi trích dẫn thì thay vì nói là Môi-se nói hay là Chúa nói, thì sứ đồ Phaolô viết là kinh thánh nói. Nghĩa là ở đây, bởi vì cái Chúa nói hay là kinh thánh nói đều là một cái sự tương đồng giống nhau trong cái sự hiểu biết của sứ đồ Phaolô, và cũng phải trong sự hiểu biết của chúng ta nữa. Cho nên hai điều đó đây chỉ là một cái điểm nhấn mạnh nhỏ mà thôi, nhưng mà nó là quan trọng. Nghĩa là những điều mà kinh thánh nói chính là lời Đức Chúa Trời nói, những lời Đức Chúa Trời nói là những lời được chép trong kinh thánh. Hai điều đó giống nhau, cho nên khi mà chúng ta đến với lời kinh thánh, chúng ta biết rằng đây là lời của Đức Chúa Trời. Mà khi chúng ta nói là lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải nói ra từ lời kinh thánh. Chúng ta không thể dùng lời của con người hay là ý niệm của con người rồi nói đây là lời kinh thánh, vì lời kinh thánh là lời được chép ra trong quyển kinh thánh mà được trích dẫn ở đây. Cho nên đây là điều quan trọng. Tôi thấy giống như là Phaolô đang suy nghĩ một cách cái sự suy nghĩ của ông, cho nên ông chỉ biết một cách hết sức là tự nhiên, và trong cái sự tự nhiên đó ông bày tỏ một cái lẽ đạo hết sức là căn bản, đó là lời kinh thánh chính là lời của Đức Chúa Trời. Trong Cựu Ước đây là lời Chúa nói, ông ghi lại đây là lời kinh thánh nói, và bày tỏ cho chúng ta một cái chỗ đứng hết sức là căn bản với lời của Chúa. Nhưng mà ông đang nói về một cái vấn đề, dùng một cái thí dụ nữa để nhấn mạnh cái nguyên tắc mà ông đang nói, đó là ngài muốn thương xót ai thì thương xót. Bây giờ ông cộng thêm, đó là muốn cứng lòng ai thì làm, nghĩa là đang nói về cái quyền tự do toàn trị của Chúa trong sự thương xót của Chúa. Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và ngài giữ cái sự thương xót lại với người khác, nghĩa là làm cứng lòng với người, cho người đó, thì đó là cũng là cái sự tự do toàn trị của Chúa. Và ông trích dẫn cái câu chuyện 10 tai vạ ở trong cái kinh nghiệm của dân sự Chúa với Pharaoh, và nói với Pharaoh, nói là: này vì cớ sao ta giấy ngươi lên, đó là điều để tỏ ra quyền phép ta trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất. Chúa giấy Pharaoh lên để sử dụng Pharaoh cho một cái công việc đặc thù của Chúa, là bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Thì cái sự vinh hiển của Chúa đây là mục đích của sự chọn lựa. Chúng ta vừa nói xong, khi mà Chúa làm mọi sự chọn lựa, dù chọn lựa để cứu hay là chọn lựa để mặc, thì nó đều là cho sự vinh hiển của Chúa, và đó là cái mục đích đời đời của sự chọn lựa của Chúa. Với Pharaoh thì Chúa dựng nên Pharaoh để làm một cái chuyện là vì nhờ Pharaoh này mà có một cái sự bày tỏ rất là rõ ràng về cái chương trình cứu rỗi của Chúa, được minh họa rất rõ ràng trong cái lễ vượt qua. Chúng ta nhớ là khi người Do Thái nói về một cái chương trình cứu rỗi thì họ đánh dấu cái lễ vượt qua như là cái dấu mốc của cái sự cứu rỗi của Chúa, và chúng ta cũng vậy.
Khi chúng ta nói về Chúa vượt qua bởi dòng huyết của chiên con thì cũng đánh dấu cái giá trị của cái mô hình của cái sự minh họa này. Đó là nhờ Pharaoh đó, nhờ Pharaoh đã cứng lòng không chịu nghe lời của Chúa. Nhờ Pharaoh là vì Chúa sử dụng Pharaoh vì ông cứng lòng. Vì ông không chịu theo ý của Chúa, vì ông không nghe lời. Và cái điểm là khi mà ông càng cứng lòng bao nhiêu thì Chúa sử dụng ông càng thêm bấy nhiêu, tới chỗ đem vượt qua biển đỏ, tất cả mọi điều đó để làm gì? Để làm danh ta được truyền rao ra khắp trái đất. Nghĩa là Chúa cũng chọn Pharaoh, nhưng mà Chúa chọn cho cái một mục đích, đó là làm cho ông cứng lòng. Thì mình nói như vậy thì làm sao gọi là công bình? Thì cũng trong cái ý nghĩa của ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sau, khi nói là ta yêu Gia-cốp không có nghĩa là Gia-cốp có cái gì để mà ta yêu. Ta yêu Gia-cốp bởi vì ta tự chọn Gia-cốp trên cái căn bản của ta chọn Gia-cốp mà thôi, không ra từ nơi cái căn bản gì của Gia-cốp. Và ta ghét Ê-sau không có nghĩa là phán xét Ê-sau một cách không công bằng, nhưng là để cho Ê-sau trở thành người mà Ê-sau muốn, đi con đường của Ê-sau đã chọn, làm chuyện mà tâm lòng của Ê-sau ao ước. Thì khi chúng ta nhìn vào cái sự chọn lựa của Pharaoh, chúng ta cũng thấy cái điều đó. Đó là khi Môi-se đến với lại Pharaoh thì nói về hãy để dân, để Chúa phán rằng hãy để dân ta đi, thì Kinh Thánh nói rằng Pharaoh cứng lòng. Và nói nhiều lần như vậy Pharaoh cứng lòng. Rồi chúng ta thấy là khi mà Pharaoh cứng lòng đó thì Chúa bắt đầu thi hành 10 tai vạ của Chúa. Thì trong những tai vạ đầu đó thì Kinh Thánh ghi là Pharaoh cứng lòng. Rồi tới tai vạ thứ 3, thứ 4 thì lúc đó mới thấy rằng Chúa làm Pharaoh cứng lòng và Pharaoh cũng cứng lòng. Nên là hai cái đó đi song song với nhau. Tới tai vạ thứ 5 trở đi thì lúc đó chỉ nói là Chúa làm Pharaoh cứng lòng. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là Chúa cũng phó Pharaoh vào đi con đường mà Pharaoh chọn lựa. Ông cứng lòng, ông không muốn. Rồi Chúa cho nhiều cơ hội để mà càng cứng lòng càng thêm. Nghĩa là Chúa nói cho một vài cái tai vạ để mà thay đổi. Không cứng lòng, Chúa cho 10 tai vạ để bày tỏ ra cái sự cứng lòng của Pharaoh, để sử dụng Pharaoh tới cái điểm cuối cùng, đó là bày tỏ chính mình Chúa trong sự vinh hiển của Chúa, cho quyền phép của Chúa được rao truyền ra khắp đất cho sự vinh hiển của chính Ngài. Như vậy thì cái nguyên tắc là gì? Thì nguyên tắc sứ đồ Phaolô trở lại như vậy, cái ở phía trên đối với Môi-se là Chúa không phải là không công bình, nhưng Chúa đoán xét trong sự thương xót của Chúa để mà ban cho sự cứu rỗi. Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, thương xót kẻ ta làm kẻ ta thương xót, đúng theo cái bản chất ta là ai. Ta là Đức Chúa Trời hằng hữu tự hữu, I am who I am, ta là đấng ta là. Ta là đấng thương xót, kẻ ta thương xót và làm ơn cho kẻ ta làm ơn. Thì bây giờ sứ đồ Phaolô trở lại cái nguyên tắc đó như vậy, trở lại với cái điểm là Chúa tự do hoàn toàn trong cái sự chọn lựa của Chúa. Như vậy Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm. Và đó là cái căn bản thẩm định của sự cứu rỗi của chúng ta. Tất cả thì ở trên sự chọn lựa của sự thương xót của Chúa, và sự chọn lựa thương xót của Chúa hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa và trên Chúa mà thôi. Thì chúng ta phải suy nghĩ làm sao điều mà chúng ta phải đặt để cho tấm lòng của mình, và đặt để làm cái căn bản của mọi sự liên hệ của chúng ta với Chúa là cái chữ thương xót. Thì vì chữ công bình thì chúng ta hiểu rồi, tất cả mọi sự trên cái căn bản công bình thì chúng ta sẽ là người hư mất trong tội lỗi, sẽ đối diện với sự chết đời đời trước trong hỏa ngục. Và chúng ta được có sự liên hệ với Chúa bởi vì ơn thương xót của Chúa, và ơn thương xót đó là sự ban cho tùy thuộc nơi Chúa và tùy thuộc nơi Chúa mà thôi. Cho nên sứ đồ Phaolô nói chúng ta không thể đến với Chúa và nói chuyện này không công bằng. Ông nói cái chuyện muốn công bằng thì sẽ giải quyết chuyện công bằng. Không thể đến với Chúa bằng cái tư tưởng rằng công bằng hay là không công bằng. Khi mà đến với Chúa và trong sự liên hệ với Chúa, luôn luôn đến với trong cái căn bản là người được thương xót. Không vì lý do gì tự nơi mình để mà được thương xót, nhưng vì Chúa chọn để thương xót mình. Và cái sự thương xót đó được bày tỏ bởi vì chính Chúa Giê-xu đã làm cái công việc của Chúa để không phải Đức Chúa Trời chỉ thi hành sự công bình mà thôi, nhưng Chúa có thể thi hành sự thương xót của Chúa trong công việc của Chúa Giê-xu.
Và trong sự thương xót đó, Chúa chọn lựa chúng ta trên căn bản của ý định đời đời của Chúa. Tôi muốn đọc ba phần Kinh Thánh để chúng ta kết thúc ở đây, và trong ba phần Kinh Thánh này sẽ giải thích rõ ràng cái đáp ứng của chúng ta cần phải có là như thế nào đối với Chúa, và cái đời sống của chúng ta là những người được thương xót thì phải như thế nào. Thì thứ nhất là trong Tít đoạn 3 câu số 3 tới câu số 8. Tít đoạn 3 tới câu số 3 tới câu số 8, sứ đồ Phaolô viết: Vì chân chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người chúng ta được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc công bình chúng ta làm, nhưng cứu theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jesus Christ, cứu Chúa chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Lời này là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành, đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Sư đồ Phaolô nói là Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc công bình chúng ta làm, nhưng cứu theo lòng thương xót của Chúa. Và ông nói là phải dạy điều này trong hội thánh, phải nhất quyết là người ta phải hiểu được cái căn bản của sự thương xót của Chúa, là sự chọn lựa công bình của Chúa, là sự cứu rỗi của chúng ta. Thì cái kết quả là gì? Đó là những kẻ tin Chúa sẽ lo chăm chỉ làm việc lành, nghĩa là sẽ lo hầu việc Chúa, sẽ lo đáp ứng với Chúa, sẽ lo sống xứng đáng với ơn thương xót mà mình đã nhận. Thì chúng ta có thể nói rằng những người trong chúng ta khó trong cái sự đáp ứng của chúng ta, thiếu sót trong sự đáp ứng của chúng ta trong sự hầu việc Chúa, trong sự dấn thân với Chúa, là bởi vì không phải là không có thì giờ hay là không có khả năng, nhưng mà vì thiếu cái sự hiểu biết và cái sự biết ơn Chúa về lòng thương xót của Chúa ban cho chúng ta. Một khi chúng ta được chinh phục bởi là sự thương xót đầy trọn của Chúa, sự thương xót tể trị của Chúa, thì chúng ta sẽ hết lòng, như ở đây nói là sẽ lo chăm chỉ để làm công việc của Chúa và đáp ứng với điều mà Chúa đã ban cho. Phần Kinh Thánh số 2 là ở trong đoạn Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 tới câu số 10. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 câu số 10: Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót mà bây giờ được thương xót. Ông nói rất rõ ràng là anh em ngày trước không phải là một dân, bây giờ là một dân được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Anh em là dân của Đức Chúa Trời, không được thương xót trước đây, bây giờ được thương xót thì phải làm gì? Hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Đó là sự thương xót của Chúa đem chúng ta ra khỏi nơi tối tăm vào nơi nước sáng láng của Chúa. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta rao giảng nhân đức đó, chúng ta rao giảng ơn thương xót đó, chúng ta sống xứng đáng bày tỏ cái ơn thương xót đó. Rồi phần số 3 là ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 26 tới câu số 31. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 26: Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Ở đây dùng những chữ là chúng ta không phải là người khôn ngoan, chẳng có quyền thế, chẳng có là sự dại, là sự hổ thẹn, là sự không có, tất cả những điều đó là nói về chúng ta. Nhưng sao? Chúa chọn chúng ta, Chúa chọn anh em, thì anh em phải làm gì? Anh em phải khoe mình trong Chúa, anh em phải khoe mình về Chúa. Sư đồ Phaolô khi ông nói với lại người với Timôthê trong cuối cuộc đời của ông nói là: Ta đổi ơn thương xót. Tất cả cuộc đời của ông cộng lại một chữ, đó là ta đổi ơn thương xót. Cho nên ông sống tất cả mọi sự dâng hiến trọn vẹn của đời sống của ông hầu việc Chúa, bởi vì ông hiểu một chữ, đó ông hiểu chữ ơn thương xót. Và khi chúng ta nhìn vào đời sống của mình đó, thì cái chỗ mà Chúa ban ơn thương xót đáng lẽ phải đáp ứng với tất cả mọi sự biết ơn đó, thì chúng ta làm gì? Chúng ta quay mặt lại và nói: Không công bình, bất công,
chúng ta chống nghịch ngay cái chỗ của sự thương xót. Đó là một tội lớn lắm và một cái chỗ xoay chuyển của cuộc đời của chúng ta ở dưới ân điển của Chúa, khi chúng ta có thể hiểu rằng tôi đội ơn thương xót. Người cái ơn đó không có gì ra từ nơi tôi, không có cái gì ra từ nơi tôi để mà được có xứng đáng cái ơn đó. Chỉ vì Chúa thương xót, Chúa chọn để thương xót tôi. Cho nên chúng ta suy nghĩ đến phần đó, là một chữ đó là ơn thương xót. Suy nghĩ trong cái chỗ là mình đã đội ơn thương xót thì chúng ta sống như thế nào với ơn thương xót đó, truyền rao sự vinh hiển của ơn thương xót đó cho xứng đáng với danh của Chúa. Cho nên chúng ta đáp ứng bằng sự cầu nguyện với nhau để chúng ta sống trong sự hiểu biết của ơn thương xót một cách xứng đáng với Chúa. Tôi đội ơn thương xót và điều đó thay đổi đời sống tôi. Chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng.